Maserati GT2 được phát triển từ mẫu xe đầu bảng của thương hiệu là MC20. Chiếc xe là tác phẩm của bộ phận đặc biệt của hãng Maserati Innovation Lab và công nghệ mô phỏng động năng mới nhất của thương hiệu đến từ Ý. Nội thất của xe được thiết kế tối giản với màn hình thông tin 10 inch được tích hợp trực tiếp vào bảng táp lô bằng sợi carbon. Khác với bản thương mại, chiếc xe sở hữu hộp số tuần tự 6 cấp theo chuẩn xe đua thể thao, mang đến cảm giác lái phấn khích hơn. Maserati GT2 sẽ được kiểm tra song song tại cuối mùa giải Finatech GT Europe Series 2023 và sẽ chính thức tham dự toàn bộ giải đua này vào năm 2024. Mức giá chính thức của phiên bản đua này chưa được công bố. Tại Việt Nam, Maserati GT2 được phân phối chính hãng với mức giá khởi điểm hơn 16 tỷ đồng. Trước nhu cầu du lịch tăng cao tại một số địa phương, bên cạnh Hải Phòng, bắt đầu từ hôm nay mùng 6 tháng 7, ngành đường sắt cũng bổ sung thêm 2 tàu SE6, SE7 đón trả khách tại ga Mỹ Trạch, tỉnh Quảng Bình để tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại của hành khách. Tàu SE7 Hà Nội-Sài Gòn khởi hành từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 10 đến ga Mỹ Trạch lúc 17 giờ 40 và khởi hành từ ga Mỹ Trạch lúc 17 giờ 46. Tàu SE6 Sài Gòn Hà Nội xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 15 giờ 30 đến ga Mỹ Trạch lúc 15 giờ 51 và khởi hành từ ga Mỹ Trạch lúc 15 giờ 54. Nếu tàu xuất phát từ Hà Nội vào đầu tuần, vé ghế ngồi giá khoảng 396.000 đồng đến 416.000 đồng một vé một lượt. Vé giường nằm khoang 4 giường sẽ dao động trong khoảng 777.000 đồng đến 829.000 đồng một vé một lượt. Còn nếu xuất phát vào cuối tuần, giá vé lần lượt là 480.000 đồng một lượt một vé ghế ngồi, 726.000 đồng đến 899.000 đồng một lượt vé giường nằm khoang 6 và 920.000 đến 946.000 đồng một lượt vé giường nằm khoang 4. Thưa quý vị, như tàu và xe đã chia sẻ trong chương trình gần đây, khi đi qua đoạn đường đèo núi khuất tầm nhìn, các xe nên đi chậm đúng làn đường, chỉ được vượt khi đủ điều kiện an toàn và quan sát tốt. Tuy nhiên, trong tình huống dưới đây, chiếc xe khách đang chở hàng chục người ngồi trên vẫn bất chấp an toàn của những hành khách. Sự việc được ghi nhận trên quốc lộ 4D, đoạn đi qua xã Trung Trải, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Theo camera hành trình của một chiếc xe ô tô con ghi lại, khi xe này đang di chuyển theo hướng Sapa, Lào Cai, đến đoạn đường cua, khi các xe chiều đối diện đều đi chậm, thì bất ngờ một chiếc xe khách lấn làn, vượt lên trên. Nguy hiểm hơn khi xe này vượt ở nơi khuất tầm nhìn. Tình huống xảy ra bất ngờ nên xe ô tô con gắn cam hành trình chỉ biết đạp phanh theo phản xạ. Rất may là vẫn đủ thời gian và khoảng trống để hai xe không xảy ra va chạm. Theo hình ảnh, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 29F03432 gắn logo của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế G8. Vâng, dù may mắn chưa xảy ra va chạm, nhưng tình huống trên cho thấy việc lái xe vượt ẩu nơi khuất tầm nhìn sẽ mang đến nguy hiểm như thế nào. Nhất là với các xe khách thường xuyên đi qua các đoạn đường đèo dốc, đôi khi việc quá quen với địa hình lại khiến lái xe chủ quan hơn. Rất mong các đơn vị chủ quản nhắc nhở, chấn chỉnh với các lái xe của mình, vì may mắn có thể sẽ không đến thêm lần nữa. Chuyển sang thông tin về dịch vụ đăng kiểm. Trước những thay đổi về quy định đối với các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, cũng như chính sách để các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng có thể tham gia kiểm định, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính xem xét, thống nhất đề xuất định giá tối đa dịch vụ kiểm định xe cơ giới của Cục Đăng Kiểm. Theo báo cáo của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, hiện nay cả nước có 281 trung tâm đăng kiểm, 2/3 số này là các trung tâm thuộc khối tư nhân đang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp. Sau khi Nghị định 30 có hiệu lực, điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đã được mở rộng, số lượng doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ kiểm định xe cơ giới có thể sẽ được tăng lên đáng kể do có sự tham gia của các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Do đó, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động quyết định mức giá cụ thể phù hợp, tiếp cận thị trường nhưng vẫn kiểm soát được mức giá tối đa, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Tài chính xem xét để thống nhất định giá với dịch vụ này. Cùng đề xuất tính giá kiểm định theo từng công đoạn, mức giá trần được áp dụng sẽ vừa tạo minh bạch và thuận lợi cho các chủ phương tiện, vừa đảm bảo nguồn thu cho các trung tâm đăng kiểm. Còn đây là phiên bản xe đua nhưng được chạy trên đường phố của hãng Ferrari. Chiếc xe có tên SF90XX với hai phiên bản là Stradale và Spider. Những mẫu xe mang hậu tố XX trong tên gọi là kết quả của quá trình nghiên cứu công nghệ kỹ lưỡng nhất được giám sát và quản lý bởi các kỹ sư Ferrari. Về ngoại thất, hai phiên bản mới được gia tăng tính khí động học nhờ hốc gió phía trên mui xe và cả cánh gió sau dạng cố định thuần thể thao. Nâng cấp này giúp xe tăng lực ép xuống mặt đường lên 530 kg khi chạy ở tốc độ 240 km/h. Ngoài ra, phiên bản này còn được Ferrari điều chỉnh lại đèn pha thấp hơn, thân xe phía sau được kéo dài theo phong cách xe đua, cụm đèn hậu là một thanh đèn nằm ngang.
xe vẫn được trang bị vô lăng thông thường thay vì loại dành cho xe đua. Bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 16 inch. Ghế ngồi trên xe được làm từ sợi carbon, giúp giảm cân nặng khoảng 1,6 kg so với bản tiêu chuẩn. Xe được trang bị động cơ hybrid, gồm máy xăng V8 4.0 lít tăng áp kép, kết hợp với 3 motor điện tạo ra tổng công suất 1.016 mã lực, tăng 30 mã lực so với bản thường. Xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,3 giây và tốc độ tối đa 320 km/h. Phiên bản Stradale chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 799 chiếc, với giá bán niêm yết là 770.000 euro, khoảng 19,83 tỷ đồng. Còn 599 chiếc bản Spider được bán với giá 929.000 đô la Mỹ, tương đương 22 tỷ đồng. Đáng chú ý, tất cả số xe đều đã được bán hết từ trước khi hãng công bố ra mắt. Việc thử nghiệm độ an toàn của xe đều được các hãng tiến hành trước khi bán hoặc cho ra mắt một mẫu xe nào đó. Nhưng trong quá trình sản xuất vẫn có những sai sót khiến những chiếc xe này phải triệu hồi để khắc phục lỗi. Gần đây nhất, hãng xe đến từ Anh Quốc đã phải tiến hành một đợt triệu hồi trên toàn cầu đối với mẫu xe Range Rover 2023. Số lượng xe bị triệu hồi đợt này không được công bố cụ thể. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất từ năm 2022 đến năm 2023 và được lắp ráp tại nhà máy ở Anh. Nguyên nhân dẫn đến đợt triệu hồi này nằm ở khung ghế của hàng ghế thứ hai đã được cố định không đúng cách, khiến khung ghế di chuyển về phía trước và hướng lên trên trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc phanh gấp, làm tăng nguy cơ chấn thương cho người ngồi trong xe. Vào tháng 4 vừa qua, một đợt triệu hồi với nguyên nhân tương tự đã diễn ra tại thị trường Mỹ và ảnh hưởng chủ yếu đến các xe Range Rover 7 chỗ ngồi. Hiện tại, đơn vị nhập khẩu và phân phối Range Rover tại Việt Nam chưa có bất kỳ thông tin cụ thể nào cho biết liệu các mẫu xe tại Việt Nam có bị ảnh hưởng trong đợt triệu hồi này hay không. Trong những phút còn lại của chương trình là một số thông tin độc đáo về phương tiện. Chiếc ô tô này có tên là Model A đã trở thành mẫu ô tô bay đầu tiên được chính phủ Mỹ phê duyệt để di chuyển hợp pháp tại không gian công cộng. Quý vị hãy nghĩ thử xem, một ngày nào đó nếu chiếc ô tô bay này có mặt tại Việt Nam, đây sẽ là giải pháp không tồi giúp giảm ùn tắc giao thông. Chiếc xe bay Alef Model A có kích thước và hình dáng tương đương với một chiếc sedan cỡ lớn. Xe có khả năng vận hành khoảng 320 km khi di chuyển ở mặt đất và 177 km trên không trung. Khi bay, buồng lái sẽ xoay và thân xe bằng sợi carbon sẽ lật nghiêng, sau đó di chuyển về phía trước nhờ hệ thống gồm 8 cánh quạt. Giá của chiếc xe ô tô bay này dự kiến khoảng 300.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 7 tỷ đồng. Xe dự kiến được đưa vào sản xuất thương mại từ cuối năm sau. Bên cạnh mẫu xe đã được giới thiệu, công ty sản xuất chiếc xe này còn đang hướng tới một chiếc sedan 4 chỗ mang tên Alef Model Z dự kiến ra mắt vào năm 2030. Nó sẽ có khả năng bay hơn 300 km và 600 km khi chạy trên đường. Nhằm giảm thiểu phát thải do ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch và hướng tới tương lai sử dụng nhiên liệu sạch cho ô tô, một nhóm sinh viên đến từ Hà Lan đã nghiên cứu chế tạo thành công một mẫu xe có quãng đường di chuyển vô cùng ấn tượng. Chiếc xe này sử dụng một loại nhiên liệu vô cùng thân thiện với môi trường. Đây là bản nâng cấp của mẫu xe hơi loại nhỏ chạy bằng hydro có tên gọi là EcoRunner 13, được nhóm 24 sinh viên phát triển. Xe được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu hơn 100 lần so với xe hiện đại chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Nhóm phát triển chọn đường chạy thử nghiệm Emmendingen tại Đức. Quá trình thử nghiệm dành cho mẫu xe này được bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6. Phương tiện bắt đầu di chuyển với vận tốc 45 km/h và dừng bánh vào 8 giờ 26 phút ngày 26 tháng 6. Cán mốc quãng đường di chuyển được là 2.488,45 km với một bình nhiên liệu 950 g hydro, lập kỷ lục thế giới Guinness dành cho quãng đường lớn nhất chạy bởi một chiếc xe đổ đầy bình nhiên liệu hydro. Phiên bản đầu tiên được chế tạo vào năm 2005 và từ đó đến nay, dự án đã chế tạo được nhiều mẫu xe và đạt được những danh hiệu và kỷ lục khác nhau. Thưa quý vị, còn đây là mẫu rơ móc vô cùng ấn tượng có tên là Sylvens, được công ty ở Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo với hai phiên bản kích cỡ khác nhau. Những mẫu xe này sẽ cung cấp giải pháp độc đáo cho các gia đình có thể di chuyển, khám phá cả biển và đất liền mà không cần mất nhiều thời gian chuyển đổi giữa các loại phương tiện giao thông. Mẫu Sylvan có thể hoạt động như xe caravan truyền thống trên cạn hoặc thuyền ở dưới nước với đầy đủ chức năng. Không giống nhiều phương tiện khác từng có trước đó, Sylvan chuyển đổi giữa mặt đất và mặt nước mà không cần cải tiến thêm hoặc quy trình phức tạp. Mẫu caravan lai thuyền này có thể đáp ứng mọi yêu cầu cơ bản của hành khách.
Khác biệt chủ yếu giữa hai phiên bản nằm ở kích thước và mức độ hoàn thiện. Phiên bản thứ nhất có tên là The Shield 4,2m, nặng chưa đến 750kg. Cỗ xe được thiết kế cho chuyến đi ngắn ngày và phù hợp cho hai người lớn. Còn phiên bản thứ hai là Shield 7,5m, có trọng lượng 3.000kg và chiều cao bên trong là 2m, có thể chứa 3 người lớn hoặc gia đình 2 người lớn và 2 trẻ nhỏ. Bên trong hai phiên bản đều được trang bị đầy đủ bếp, nhà tắm, vòi hoa sen, giường chính, giường phụ, một chiếc motor Honda và hệ thống đẩy điện để có thể di chuyển dưới nước. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tàu và Xe ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy tải ứng dụng Hà Nội On nếu các bạn muốn xem lại chương trình, hoặc có thể truy cập website hanoionline.vn, các nền tảng số YouTube, Facebook của Đài Hà Nội. Và đừng quên số điện thoại đường dây nóng 0865 116699 để chia sẻ những câu chuyện thú vị của bạn về phương tiện. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.